Mời đi bạn. Dạ, em chào anh. Mời bạn nữ. Rồi, sớm dẻo luôn nha. Dạ. Giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn gái bên kia, cùng tất cả các vị khán giả. Em tên Lưu Ngọc Triều. Tên gì? Em tên Lưu Ngọc Triều. Lưu Ngọc Triều. Dạ, em đến từ Bình Thuận, hiện em đang làm giám sát an toàn ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Giám sát an toàn. Dạ. An toàn gì? Đó là về gì? Dạ, về chịu trách nhiệm về an toàn cho công nhân trên công trường. Trên công trường, tất cả công trường xây dựng này kia ha. Dạ. Rồi. Triều nay nhiêu tuổi? Dạ, em 27 tuổi ạ. Rồi. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em xin chào anh Na bên cạnh. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cùng toàn thể các khán giả đang xem đài. Em tên là Bùi Thị Hạnh, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, em đến từ Đắk Nông ạ. Đắk Nông. Vâng ạ. Vậy là chúng ta cùng làm việc ở một quận Thủ Đức. Dạ. Dạ. Cụ thể công việc của em làm gì? Dạ, hiện tại thì mới đây nhất thì em có làm quản lý spa. Nhưng mà do công việc em có kinh doanh thêm. Em kinh doanh gì? Em kinh doanh online tại nhà. Nên bây giờ em tập trung kinh doanh online ạ. Em bán cái gì? Dạ, em bán thực phẩm chức năng ạ. Và nhiều cái khác nữa ạ. Rồi. Chúc mua may bán đắt ha. Dạ, em cảm ơn. Kinh doanh online hiện giờ đang phát triển dữ lắm. Dạ vâng. Chị Tường cũng đang cố gắng. Em cố gắng nha. Dạ, em cảm ơn chị. Bây giờ em hãy nói điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai bên kia nghe. Dạ, em thì khá là vui vẻ, hoạt bát, em hòa đồng, năng động, em biết nấu ăn, em thích trẻ con và khá là được lòng người lớn ạ. Ngoài ra thì em còn đam mê kinh doanh, thích đi du lịch, em chơi thể thao giỏi. Chơi thể thao môn gì? Em chơi bóng chuyền ạ. Bóng chuyền? Dạ. Nhưng mà chị không có tin đâu, em vừa khéo léo, xinh xắn, giỏi giang vậy, tại sao em? Cái lý do này em cũng không biết luôn. Tại vì thế là do công việc của em thì chủ yếu là tiếp xúc với nữ giới ạ. Và thời gian thì em tập trung cho công việc khá là nhiều, nên em cũng ít đi tiếp xúc nên là... Rồi, dạ. Ok, một lát tìm hiểu kỹ hơn ha. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Dạ, em ưu điểm em là biết nấu ăn, hát hò xíu, năng động, nhiệt tình trong các công việc. Nhược điểm của em thì nhiều khi hồi hộp quá em hay quên, đôi khi hơi nóng tính xíu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, có một ạ. Quen nhau bao nhiêu năm? Dạ, hồi đó thì em quen được 2 năm nhưng mà yêu xa. Xa là khoảng bao xa? Thì em đi làm Sài Gòn, còn bạn gái đi học dưới quê. Dưới quê là ở đâu? Ở Bình Thuận. Trời ơi, xa quá. Từ lúc mà chia tay đến bây giờ mấy năm rồi? Chắc khoảng 4 năm rồi ạ. 4 năm, rồi. Mời bạn gái. Dạ, em cũng đã từng trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì là cách đây khoảng 1 năm ạ. Do em và anh ấy có gặp nhau một lần tại Đà Nẵng, khi đấy cả hai đều đi du lịch. Sau đó thì gặp nhau về có nói chuyện, nhưng mà về sau nói chuyện thì anh ấy ở ngoài miền Bắc, anh ấy ở Hà Nội, còn em ở thành phố Hồ Chí Minh, nên là cả hai không hợp nhau ấy ạ. Và hơi xa nhau nên là chúng em dừng lại cách đây được 1 năm rồi ạ. Bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ, em muốn một người đàn ông chững chạc ạ. Có chí tiến thủ, có sự nghiệp và kinh tế ổn định một chút xíu ạ. Và ngoài ra thì em rất là ghét đàn ông chi li tính toán nhỏ nhặt đấy ạ. Dạ. Anh không chi li đâu. Em chắc có tính toán thôi đúng không? Chi li hả? Nhưng ngoại hình em nhìn cả không rồi. Em thì ngoại hình thì chỉ cần chỉnh chu ạ, ưa nhìn một chút xíu là được ạ. Rồi. Không đầu hói ạ. Rồi. Dạ. Rồi mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn trai bên kia là sao? Dạ, mỗi người bạn gái em thì cũng không yêu cầu cao đâu. Chỉ cần dễ nhìn, cao 1,5 m trở lên được rồi ạ. Dạ, tóc dài, biết nấu ăn, thích mặc áo sơ mi. Ví dụ mà cao 1,4 m được không anh? Được luôn. Nói chung là nãy giờ hai bạn nói ra thì chúng ta cảm nhận rằng hai bên cũng như là gần như đáp ứng những cái yêu cầu các bạn đưa ra. Bên đây thì cũng 80% bên bạn gái đưa ra đó. Còn bên kia không biết sao. Chào chị. Cũng cao ráo đẹp trai ha. Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được em? Em dự tính khoảng 2-3 năm. Mình sẽ sống làm việc ở đâu? Sài Gòn. Sài Gòn, lập nghiệp trong này luôn. Dạ. Vậy là hai vợ chồng mình sẽ ở riêng, không có làm dâu. Dạ. Em có phụ công việc nhà cho vợ không, những lúc vợ bận? Dạ, em biết nấu ăn, giặt giũ, nói chung việc nhà cái gì em làm được. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Hiền quá. Cô này quá, kinh... bị người khác bắt lạc. Cô này dân kinh doanh mà không có hiền đâu ha. Em hiền mà chị. Không em, kinh doanh là hiền là một chị, mà kinh doanh phải lanh lẹ. Mà đừng có giữ quá em sợ. Phải giữ mới trị được em. Rồi như vậy là hợp lý đó, bên đây cao ráo, đẹp trai, phụ việc nhà cho vợ là được rồi. Thôi anh qua thăm đàn gái coi sao nha. Dạ. Thử xem coi chiều cao có đúng
Em chào anh ạ. Đúng là cao dễ thương. Dạ. Thí dụ như anh bên đây ảnh cao ráo, cũng đẹp trai, cũng có duyên, anh đi gặp các cô gái bu xung quanh hoài vậy thì sao? Không lo ngại điều đó lắm ạ. Tại vì em nghĩ là quan trọng là người phụ nữ mình, nếu như là mình đủ sức quyến rũ, đủ sức đến bạn nam về nhà mỗi buổi tối, thế là được rồi. Hay, cái này hay nè. Chúng ta đẹp hoài, chúng ta chăm sóc mình càng đẹp thì chồng không có bỏ đi được đâu ha. Dạ đúng rồi. Rồi, đó là một trong những cái điều mà tôi cũng rất là thích ha. Được đó, rất là xinh, dễ thương. Em thấy em thích ngay đó mà. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân nha. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em, hai em gái ruột ạ. Chị hai em ruột. Dạ vâng. Rồi bây giờ trước tiên cho gặp mẹ em trước đi nè. Dạ vâng ạ. Hai em gái ngồi kế bên xin đó, chào hả? Em Thùy Minh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Thì tôi xin nhận xét về con gái mình trước. Hạnh là người con cả, sau là có hai em gái, rất là chăm lo cho gia đình và biết quan tâm tới cha mẹ và em. Về nấu ăn, bếp nước thì rất là hoàn thiện. Yeah. Còn xin nhận xét bạn trai bên này thì nếu với so với người mẫu người lý tưởng của con thì cũng được 90% đấy. Thì đấy là do để cho hai đứa để cơ hội để tiến tới với nhau. Xin cảm ơn. Tốt quá, 90%. Cô có cách nào mà cô sinh ba cô gái xinh quá vậy? Thưa chú Quỳnh Linh xinh nhưng mà đều ba cô đều ế cả. Ế hả? Vậy lên đây từ từ nha. Nhờ chương trình bạn mới hào chuyển giúp để làm mối cho hai cô em luôn. Rồi, dạ. Cô kia là sinh năm mấy? Cô nhỏ nhất. Cô em út là 99, cô thứ hai là 97. Rồi, cho 97. Một ý kiến của em gái đi. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường ạ. Dạ. Và xin chào các cả khán giả ở trong trường quay ạ. Em chào anh ạ. Con xin nhận xét về anh ở bên này thì thấy anh rất là hiền và thật thà. Tính tình cũng vui vẻ. Ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn. Như con thì con thấy hai anh chị rất là hợp nhau. Rồi. Dạ. Bây giờ cho chị kế bên nói câu đi. Chị nó cũng xinh lắm đấy. Này chị giữa đúng không? Chị giữa. Thấy anh này được không? Con thấy được ạ, tại vì cũng thấy hợp với mẫu người lý tưởng của chị con ạ. Và thấy anh cũng cao ráo và thấy cũng là một điểm tựa cho phụ nữ ấy ạ. Rồi, tại... 97 với 99 để chú lo nha. Đúng vậy thì con cảm ơn ạ. Rồi, chúng ta chuyển sang đàn trai đi. Là em đi với bạn thân. Bạn thân hả? Dạ. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, chào bạn gái và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Dũng, là bạn thân của Triều ạ. Triều thì là một người năng động, vui vẻ, hoạt bát thì hay làm cho mọi người cười. Thì trong công việc thì Triều rất là siêng năng và chịu khó và có ý chí vươn lên trong công việc. Đối với bạn gái bên này thì mình thấy rất là dễ thương, cao ráo, thì phù hợp với những tiêu chí mà bạn Triều đưa ra. Qua chương trình thì hy vọng thì hai bạn có thể cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Cảm ơn bạn. Rồi, ý kiến hai bên đã có rồi ha. Bây giờ là quan trọng là bản thân của hai bạn, mình cảm nhận về nhau như thế nào. Mở cửa hàng rào. Rồi đó. Anh có món quà tặng dạ, em. Dạ, em cảm ơn. Chứ anh chờ em xíu, em có món quà tặng anh. Gái luôn mũi cao. Cảm ơn em. Rồi, bắt đầu trò chuyện các bạn. Cảm nhận thế nào khi lần đầu tiên các bạn gặp nhau? Em hồi hộp. Em cũng hơi hồi hộp. Bạn rất xinh ạ. Dạ, em cảm ơn. Em với bạn gì? Xinh thì nhìn thẳng vô mặt mà nói đi. Lần đầu tiên gặp em thì khác với suy nghĩ của anh. Dạ, khác như thế nào ạ? Anh suy nghĩ, suy nghĩ của anh là một người tóc dài. Nhưng em... Em tóc ngắn. Tóc ngắn. Dạ. Nhưng tóc dài, tóc ngắn cái nào xinh hơn? Dạ tùy theo gương mặt anh, nhưng với bạn thì tóc ngắn cũng xinh mà chắc tóc dài cũng xinh đó. À, thế anh cho em hỏi một câu hỏi nha. Anh có suy nghĩ như thế nào về gia đình nhỏ của mình trong tương lai sau này? Kiều đi làm về, được gặp vợ. Đi làm về mệt mỏi, vợ chỉ cần cười thôi. Là mọi mệt không, sẽ xóa không, đi hết. Không nấu cơm cũng được anh, không ăn cơm cũng được. Nấu cơm anh nấu được mà. Anh chỉ anh nói chỉ cần cười thôi. Chung là nếu mà đi làm về muộn quá thì tất cả cứ để cho anh. Dạ. Tiếp đi, sau này đó. Kinh tế trong gia đình ai quản lý, con cái thì sao? Kinh tế chắc để vợ quản lý, nhưng mỗi ngày chi em một khoản nào đấy để em đi lại. Một khoản là bao nhiêu ạ? Thì tùy theo ngày đó công việc cần những gì. Dạ. Anh có chắc là anh không chi ly tính toán nhỏ nhặt đúng không ạ? Anh thì không. Anh có cầm ràm không ạ? Không. Thôi thì giờ hát bài đi, mọi người hát bài cho nó không khí lên đi. Thấy hơi căng thẳng rồi đó. Hình như là bạn trai thấy cô gái xinh quá bối rối.
Vâng, em xin phép tặng mọi người một đoạn trong một bài hát tặng cô gái kìa, cái người đối diện em mới quan trọng kìa. Tặng em một cô gái mà hát nha. Đừng quên lời. Nắm lấy tay anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nắng nghe từng nhịp tim em, nắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em gái, đáp lại đi em. Dạ, thế em xin hát một đoạn tặng anh cùng tất cả mọi người ạ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, dịu dàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Rồi, để tay nút bấm. Còn việc bấm hay không là do trái tim các bạn mách bảo. Hãy nghe nhịp đập trái tim của mình. Hãy bấm theo nhịp đập đấy. Đừng bấm vì bất cứ điều gì. Trước mặt ba mẹ, gia đình và thậm chí là hàng triệu khán giả đang xem. Không dối lòng mình nha các bạn. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm hơi trễ nha. Đâu, nó không có vô anh. À? nó không có vô. Có vô hả? Nắm tay đi. Đó. Xin phép. Nói đi. Nói bác gì đi. À, bác cho con xin phép hôn em Hạnh một cái. Nói thôi chứ. Alo. Rồi mời em giới thiệu bản thân ha. Em giới thiệu họ tên, công việc. Dạ, em xin giới thiệu em, họ tên em là Bùi Thị Duyên. Em sinh ngày 10 tháng 9 năm 91. Hiện tại em là nhân viên văn phòng chị. Gọi bằng người điện thoại hiện tại chị. Em quê ở đâu đang? À, quê quán của em thì là ở Nghệ An, còn hiện tại em đang làm việc ở Sài Gòn. Làm ở đâu em? Chị cho nghe rõ làm việc ở đâu á? Dạ, quê quán em ở Nghệ An, còn hiện tại em làm việc ở Sài Gòn á chị. Tại cái hôm nay em đang hơi mệt á, nên cái giọng em nó hơi bị khàn chị. À, rồi không sao. Rồi bây giờ em chia sẻ giùm chị ha. Điểm yếu của mình và cái của em. Em cố gắng em chia sẻ cho nó cụ thể giùm chị nha. Đừng có nói chung chung kiểu như mình trả lời qua loa. Mình trả lời cho nó giống như để tụi chị hiểu em như thế nào á nha. Rồi chủ động chia sẻ giùm chị ha. À, điểm mạnh của em á là em là một người sống tình cảm. Em rất là thích mấy cái hoạt động nhóm, thích đi chơi, thích du lịch. Nói chung là em thích hoạt động vui vẻ chị. Còn điểm yếu của em là em rất là hay dễ bị cảm động, không kiểm soát được cảm xúc, như là hay khóc, rất là dễ bị khóc. Vậy thì nghe rõ không chị? À, mọi người vẫn đang nghe mà em tiếp tục ha. Dạ. Mình chủ động đường tình duyên của mình như nào luôn. Dạ, đường tình duyên của em là từ hồi bé tới giờ, nói chung là từ lúc từ hồi 23 tuổi tới giờ là em chỉ quen một người 7 năm và chia tay cũng được nửa năm rồi đó chị. Hiện tại thì nói chung em 3 năm nay 31 tuổi rồi nên em
cái công việc của em á, tính chất công việc của em là không có đi ra ngoài tiếp xúc nhiều á, cũng không có tìm được người như mình mong muốn, nên em muốn thông qua chương trình này có thể kiếm được một người mà em có thể đi tiếp sau này, tới sau này luôn, chứ không phải là quen ngày một ngày hai á chị. Em rồi, nhưng mà lý do tại sao chị thấy em cũng xinh xắn dễ thương mà mình không tìm được bạn ở bên ngoài? Đó, hồi nãy em có nói qua là em rất là ít khi đi ra ngoài, với lại từ lúc dịch tới giờ là em làm cứ làm việc ở nhà, không có đi ra ngoài, ít đi ra ngoài. Vẫn có cái tính cách của em, cho nên là em cứ chia sẻ thật lòng. Có nghĩa là em nói em rất là thích giao lưu kết bạn rồi mà, nếu chị nghe không làm. Nhưng đúng mà không? Em... ý là giao lưu kết bạn là một chuyện, nhưng mà cái người mà mình thích á thì không có, em không có hài lòng á chị. Ví dụ người mình thích thì có nghĩa là em gặp rất nhiều người, nhưng mà những người đó lại không có đúng được cái đối tượng của mình đó, đúng không? Dạ đúng rồi, không có đúng gu. Có nghĩa là em vẫn gặp được rất nhiều người. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, kiểu thế chị. Chí của em thì sẽ khó ở cái điểm gì mà các cái anh mà em gặp nhiều như vậy mà em không thấy chọn được anh nào? Đầu tiên là về tính cách, thói quen sự nghiệp đó chị. Yeah. Em không thích người, em đầu tiên, tiêu chí đầu tiên của em là không biết hút thuốc, tại vì em không có ngửi được cái mùi thuốc lá. Thứ hai là em rất thích ở trong Sài Gòn, nên là em cũng kiếm người có sẽ tính ở Sài Gòn luôn, người ở tỉnh cũng được, nhưng mà phải là ở Sài Gòn. Thích lập nghiệp ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi, không hút thuốc. Rồi, không hút thuốc. Nói chung cái tiêu chí của em có lẽ theo như mọi người bên ngoài nhận xét thì là hơi cao, cho nên là em cũng khó tính. Có nghĩa là em phải nói đi để chị thấy nó cao chị mới hợp lý. Nãy giờ không hút thuốc rồi sống ở Sài Gòn nó quá bình thường, đâu gì đâu cao. Không quá, không có gầy, không quá gầy, mập thàn mập còn được, không có gầy nha. Xong có tao cỡ ai, người mẫu hay hoa hậu hay là ai mà em thích em có thể đưa ra, ví dụ tướng quá em phải thích như anh Bình Minh hay ai? Dạ không, mà không. Dạ không cần thiết như người mẫu đâu chị ơi. Nói chung mà đừng có gầy, đừng có ốm quá, đừng có con mà nó theo kiểu khó hình dung. Đừng nói là không ốm quá, không quá mập chị đó. Dạ em thì em đang nói tiếp này chị. Em đang nói tiếp này. Dạ, ý là cao phải 1m7, tầm khoảng 1m65 trở lên, không có dưới 50kg. Bao nhiêu? Rồi tiếp để chị thấy em khó, chị vẫn chưa thấy em khó. Dạ, có sự nghiệp ổn định, có nhà cửa ở Sài Gòn rồi. Em với lại em chọn kỳ tuổi nữa, em kỳ sinh năm 88, với lại em không thích người ít tuổi hơn, phải 90 trở lên. Hồi nãy em cái đó thì chị cũng bình thường, tại vì rồi có không thích người miền nào hay về gì không, hay là sống ở Sài Gòn là được rồi. Dạ sống Sài Gòn là được rồi, miền nào cũng được ạ. Chứ lại em chịu làm dâu. Dạ em chịu làm dâu không? À quên cái niệm này. Làm dâu thì nói chung em vẫn thích sống riêng hơn, vẫn ưu tiên sống riêng hơn, nhưng mà nếu mà kiểu mình hợp với mẹ chồng, ba chồng hay nói chung gia đình bên chồng thì làm dâu cũng ok ạ. Quan trọng là mình hợp hay không thôi. Thì bây giờ muốn hợp hay không em cũng phải tìm hiểu, rồi em qua nhà ta chơi từ từ, hiểu không? Được không? Dạ. Thì trước mắt là mình cứ được đi, hay là quyết định luôn là không đó. Còn nếu mà theo cách em nói, nếu ba mẹ họ ok thì em vẫn làm dâu được, đúng không? Dạ. Nhưng mà lên nếu mà tham gia chương trình ghi hình thì em có thẳng thắn để em chia sẻ ra những cái điều như vậy không? Dạ có chị. Rồi em có tài lẻ gì không? Em tài lẻ, em biết vẽ, biết hát một chút, với lại em biết nhảy, đang học boxing các kiểu. Nói chung là em thích mấy môn thể thao. Là võ, em đang học võ gì? Em học boxing thôi chị ơi. Boxing, còn nhảy là thể loại gì á em? Dạ em cũng nhảy K-pop hay là đó, em cứ đi đăng ký học lớp nhảy được hơn một năm rồi.
À, là vẫn còn đang nhảy duy trì đúng không? Dạ, dạ em tập thôi chứ không phải là đi diễn hay là này kia đâu. À. Dạ. Rồi em có khiêu vũ được không? Dạ không. Chắc không thích à? À, không phải không thích mà chắc khiêu vũ chắc để sau này mới tính. Giờ đang thích vận động. Còn muốn dạ. Đi học. Dạ chắc tiện hơn. Dạ. À. Rồi ok em, à, được rồi đó, nếu mà được chọn, à, nhưng mà cho chị hỏi ví dụ như trong trường hợp nếu mà sắp xếp cho em ghi hình, ví dụ báo trước cho em chừng 2 ngày thì em có sắp xếp được không? À, em chị rảnh thứ bảy chủ nhật tôi chị ơi, tại bình thường á, công việc của em thì không ai thay thế đâu các chị, tại em làm bên công ty này là việc của ai người làm á chị. Khó hơn vậy là nghĩa là ghi hình nếu mà rơi vào thứ bảy chủ nhật thì mới báo cho em tham gia được đúng không? Còn bình thường là dạ em dạ tôi biết dạ rồi ok rồi được rồi em, nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại rồi trao đổi nhiều hơn nha. Cảm ơn chị. Dạ dạ em cảm ơn chị nha. Hình như là bạn này cũng vào